Dạ ok, bạn hôm nay kênh Trần Channel của mình tiếp tục làm video mới nha, và phần robot cho anh nha các bạn. Phần này mình sẽ sử dụng trang phục là dealer custom nha các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng là Rotten Honest với lại kết hợp với lại Vendor Store nha, để đi cái phần Winter này các bạn. Ok, mình mới vô mình sẽ dùng Vendor Store, mình sẽ nhử đứa trẻ này nha. Rồi bây giờ mình sẽ núp sau lưng nó. Khúc này mình sẽ đặt là mấy cái Rotten Honest nha. Sau đó mình sẽ đứng trong đây nha. Rồi mình sẽ dùng Vendor Store mình thả vô. Đó, thả vô rồi nghe. Bây giờ bà già bà sẽ nghe, bà sẽ vô ăn cái rất là nó của mình. Tiếp theo sau đó mình sẽ chạy vô cái phòng này nghe. Đó, đặt lại hai cái, mình vừa thả bên đó to ra liền để cho ông đặc vụ này chạy tới ăn cái bánh rất tành của mình. Ok, sau đó mình sẽ băng lên trên kia luôn nha các bạn. Phần này mình sẽ đi là không bị phát hiện nghe, và đẹp được perfect nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chạy lên đây, mình cho con đó này ăn một cái bánh rất tành nó của mình nha. Ok rồi, tiếp tục nghe. Đó, tiếp tục bây giờ là mình thả bánh này cho con chó nó ăn, rồi cho nó ăn nghe. Đó, và giúp việc gì bắt đi xuống dưới kia nghe các bạn. Tiếp tục thả con đốt này luôn. Đó, bây giờ thấy là mình đã đi toàn bộ hết, là lấy hết toàn bộ là vàng nghe các bạn. Rồi, bây giờ mình đứng đây mình đợi. Đó, đợi một chút mình sẽ thả một con Vindicto ra liền. Đó, chạy thẳng xuống đây luôn nghe các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đóng cái cửa lại, tiếp tục mình sẽ thả trong phòng này. Đó, bây giờ mình sẽ đi cái cửa qua dòng bên kia nghe. Đó, đứng đây mình núp đợi cho đứa trẻ này nó chạy lơ. Đó, nó chạy vô và nó sẽ thấy bánh rất là nó của mình, và bà già thì bà cũng đã thấy nghe, bà thấy cái bánh mình mà xuống bà ăn nghe các bạn. Đó, tiếp tục nghe. Tiếp tục là bây giờ là mình sẽ đi lên trên này mở cửa ra. Đó, bây giờ mình sẽ thả một cái window to ra đây. Đó, đây là một con chuột tạo âm nghe, nó đụng vào tường nó sẽ phát ra một âm thanh và sẽ dụ bà già là đứa trẻ này vô trong cái phòng này và ăn cái bánh rất là nó của mình nha. Đó, bạn nào mà thấy kênh Bim Trần Channel của mình hay hấp dẫn thì các bạn đừng quên ấn subscribe, like, share của Bim Trần Channel của mình nha. Ok, xin kính các bạn. Rồi, đã nhử đây. Giờ bây giờ mình chờ đứa trẻ này lên trên đây là cho ăn cái rốt tành nó của mình nữa, là mình sẽ đi qua dòng nghe. Không được, mình sẽ thích dưới đây. Đó, mình đã chưa cẩn thận nghe. Đó, bà giúp việc mày này, bà cũng đi xuống dưới đây, bà cũng ăn bánh rốt tành nó của mình nha. Tiếp tục này, bây giờ mình chờ đứa trẻ này cho nó vô nó ăn. Đó, ăn này sau đó mình sẽ chuẩn bị mình đi qua dòng luôn các bạn. Ok, còn một lần nữa. Đó, và nó sẽ lên đây nó ăn nghe. Phần này mình dốc một bot cho nha các bạn. Đó, mình sử dụng công cụ để nhử mấy mấy nhân vật ở trong cái dòng này nghe, và đi ăn bánh dốc tàu nó của mình và không bị phát hiện, và mình sẽ đi qua dòng bà đẹp perfect nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đợi một đứa nhỏ này cho bà già này cho chạy lên đây nước ăn nước cái bánh cái bình nữa, sau đó mình sẽ đi qua dòng. Ok, còn thời gian còn dài nha, phần này mình sẽ đi buffet nha các bạn nhớ canh thời gian đi cho hợp lý, sẽ được được buffet. Rồi còn được, bây giờ mình sẽ đi qua dòng thôi các bạn. Đó, ok, bây giờ mình sẽ đi một cái dòng mới, mình đã hoàn thành xong phần Winter 7 nha. Đó, được buffet. Bây giờ mình sẽ đi qua dòng là Winter 8 nha các bạn. Đó, mình sẽ đi một cái dòng mới. Thả đây một cái bánh tóc tành donut, sau đó mình sẽ dùng Winter toy. Thả cái này. Và ông Bullet này ông sẽ đi lên trên này. Và ông sẽ ăn cái bánh tóc tành donut của mình mà không bị phát hiện nha. Đó. Tiếp tục mình lại chạy xuống đây nha các bạn. Ok, và đứa nhỏ này nó sẽ mở cửa này ra luôn và nó sẽ ăn bánh tóc tành donut của mình luôn, mình sẽ chạy xuống đây. Đó, chạy lên đây thật nhanh. Rồi, thả đây một cái bánh liền nha, để cho ông đặc bù này, cho ông bảo vệ này ăn. Ok, bọn nó đã thấy bánh rốt tành rồi, bây giờ mình sẽ lên trên đây luôn. Đó, phần này mình sẽ sử dụng là hai món công cụ nha, là Windows Toy và rốt tành donut nha, mà không bị phát hiện nha các bạn. Đó, không có sử dụng công cụ nào mới hết. Đó, mình tranh thủ mình thả cho nó liền luôn. Rồi, lấy cái chìa khóa này, các bạn băng qua sẽ bị phát hiện nha, mình giờ mình tìm cách thả đây một cái để cho đứa nhỏ nên ăn, cho nó mình chạy qua đây liền. Ok. Ờ, còn một món vàng như kia nữa nha, mình sẽ băng qua đây lại nha các bạn. Không được nha. Ok, mình sẽ chạy xuống dưới đây luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ băng dọn thẳng ở đây thật nhanh, lấy vàng. Xong xuôi là mình sẽ chạy qua đây lại. Đó, dùng Windows toy. Bắt đầu Windows toy nhử con bullet này nè. Đó, cho ông vô trong phòng này chống ăn nha. Rồi, thế là bây giờ mình sẽ băng lên trên này. Đơn giản thôi các bạn, băng thẳng lên đây luôn. Thả đèn cá cho đứa trẻ này bay qua nó ăn. Đó, bây giờ mình sẽ núp đây. Đợi nha, đợi cho ông bullet này ông quay qua kia nha. Đó, đặt đây cái phòng chạy thẳng mạnh lên. Đó, ông có thấy và em thấy bây giờ mình sẽ qua dòng luôn. Ok, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Winter 8 nha, perfect nha các bạn.
Đó, đây là chúng ta được Perfect New Bed luôn nha. Khúc này dòng mới nha, Winter 9 mình sẽ dùng với Detoy thả vô. Đó, ông đã ăn bây giờ và sau đó mình sẽ tranh thủ thể chạy lên đây thật nhanh là lấy vàng luôn. Đó, mình sẽ vòng lên trên đây luôn các bạn. Rồi, mình sẽ đặt đây một cái dùng bên Detoy quốc luôn. Đó, mỗi lần này chắc chắn mới nghe. Và ông sẽ đi giao vào đây. Đó, đồng thời mình sẽ chạy vô đây thật nhanh để mình lấy vàng. Còn toàn bộ vàng là chỉ khó hết. Đó, giờ mình tiếp tục dùng đây một cái rotten nut thả vô. Rồi, không được, ông nghe bên kia. Mình sẽ giữ ổng cho ổng nghe bên đây nha các bạn. Rồi, ổng đã nghe bên đây, bây giờ cho ổng chạy vô đây. Mình sẽ băng qua kia. Đó, đơn giản thôi nha, mình sử dụng hai công cụ này mà không bị phát hiện nha các bạn. Rồi, mình sẽ băng qua lại và đi qua vòng luôn các bạn. Ổng cửa lại. Thả đi một cái bánh rotten nut. Đó, để cho ổng ăn luôn. Rồi, chúng ta đợi cho ông ăn qua, chúng ta sẽ đi qua vòng luôn. Ok, ông sẽ chạy qua bên này. Ông chạy ra cái cửa kia luôn nghe các bạn. Đó, mình sẽ qua vòng luôn. Thế là chúng ta hoàn thành phần Winter 9. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi phần Winter 10 nha các bạn. Đó, vòng Winter 10. Mình đi rất là nhanh nha. Ok, mình sẽ chạy vô đây. Vòng bên đây luôn. Đó, mình sẽ thả này một cái bánh. Ôi, không được, không được. Rồi, chúng ta sẽ thả bên này một cái bánh. Rồi, thả bên đây to chạy vô đây núp. Đó, bây giờ mình sẽ đặt vào bên đây một cái rốt tàn nó hết luôn nha. Rồi, ông nhà kho sẽ chạy vô. Ok, bây giờ chúng ta sẽ băng qua đây lại. Chúng ta sẽ móc xuống dưới này luôn. Đó, rất là nhanh gọn lẹ. Đó, bây giờ mình đặt sẽ đặt ở đây hai cái. Ông qua anh kia rồi. Từ từ đặt thêm một cái nữa. Rồi, mình sẽ nhử luôn hai ông qua đó. Đó, hai ông vô trong phòng này luôn. Rồi, sau đó mình sẽ chạy qua Suva bên khu dưới kia. Đó, chúng ta sẽ chạy qua thật nhanh nha các bạn. Đó, chạy thật nhanh. Coi thứ bị phát hiện không? Ok không? Rồi, không bị phát hiện nha. Bây giờ mình sẽ xuống đây. Mình sẽ đặt bên đây một cái rotten nut. Thả con chuột ra. Đó, bọn bảo vệ này em sẽ đi vô. Ok, thế là mình sẽ chạy vô đây mình lấy vàng và không bị phát hiện luôn. Đó, nhanh gọn lẹ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thẳng qua đây. Và chúng ta đi qua vòng luôn các bạn. Đó, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Winter 10. Chắc chắn sẽ được perfect nha các bạn. Không, do mình không bị phát hiện và lấy đủ vàng nha. Tiếp theo mình sẽ đi phần Winter 11 nha. Rồi, mới vô mình sẽ đặt vào đây một cái bánh rotten donut đi. Mất công là thả chuột không được nha. Đó, đơn giản thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng Winter Toy nè. Dùng Winter Toy thả luôn nè. Đó, mình sẽ đặt đây một cái thật nhanh vô. Để cho ông bảo vệ không chạy ra luôn. Vô đây, đó, rồi bà giúp việc bà đi trên kia rồi. Rồi chúng ta sẽ chạy lên đây thật nhanh. Ok, chúng ta vô gom vàng hết. Đặt đây một cái rồi quất luôn một con Winter Deep Toy luôn. Đó, cho bà giúp việc này bà chạy ra khỏi bị thấy cái gương ngay chỗ này nha các bạn. Rồi, còn một cụ già dưới đây nữa. Cụ già dưới đây nữa thì mình vô đây mình lấy vàng luôn. Đó, mình sẽ đi sau lưng quả. Rồi, mình sẽ đặt đây một cái rốt tàn luôn hết nha. Đó, đặt vô đây nè. Đặt vô ngay cửa đây mình đặt hai cái. Để mình giữ bà cụ già này và ông Bolit này nghe. Rồi mình đứng đây mình sử dụng BD toy mình thả vô luôn. Chuẩn bị. Nghe. Ồ, không được không được, núp vào sau lưng ông. Đây đây. Coi chừng bị phát hiện nha. Rồi, đó. Mình sẽ chạy lên đây thật nhanh. Rồi chúng ta sẽ băng vô trong này luôn các bạn. Đó, sau đó chúng ta sẽ đi qua vòng luôn. Ok, thế là chúng ta đã hoàn thành xong bằng Winter 11 Perfect luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo là bằng phần Winter 12 nha. Chúng ta mở cửa ra, chạy thẳng xuống đây thật nhanh. Rồi, chúng ta sẽ đặt bên đây một cái rotten nut. Ngang cửa đèn cái, sau đó mình dùng Winter Toy thả ra luôn thật nhanh nha các bạn. Để không có con Blitz kia chạy lên là nó sẽ bắt mình nha. Ok, chúng ta sẽ chạy vô. Đó, nó tung cửa nó chạy nha. Và chúng ta sẽ chạy qua kia luôn các bạn. Đó, đặt đâu một cái, sau đó chúng ta sẽ chạy qua đây. Không được, đặt tay cái tiếp tục. Rồi, ông đã thấy. Không được, không được, không được. Có một ông chạy xuống nữa nghe. Do cái cửa này ông Bullet kêu mở ra, chứ mình không mở nên ông Bullet đây không phát hiện được nghe. Chúng ta sẽ đặt vào đây một cái nè. Rồi, chúng ta sẽ núp. Các bạn núp ở dưới đây nghe. Các bạn đừng núp trên kia, ông quay qua sẽ thấy mình. Nên mình sẽ núp dưới này. Rồi còn cái vàng này mình gom lấy hết luôn nghe. Rồi, xuống đây mình sẽ lấy vàng như này luôn. Ok, thả đây một cái luôn. Rồi, mình thả chính xác chuẩn luôn nha các bạn, 100% luôn nha. Là ông Bullet này cũng tới ăn luôn nha. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là vô đây mình lấy vàng nữa là xong.
Rồi bây giờ mình tìm cách mình đi qua dòng hút này. Ôi không được không được, đặt đây một cái đi. Dùng cái đếp tôi cho ông đi tới thật nhanh. Đó, ông nghe tiếng chùa bắt đầu ông chạy nha các bạn. Ông chạy nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi qua đây luôn, mình sẽ đi qua dòng luôn các bạn. Đó, mình đã lấy đồ hết, bây giờ mình sẽ đi qua dòng luôn cho nhanh. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Winter 12 nha. Đó, là chắc chắn sẽ được perfect tiếp theo luôn em. Rồi, tiếp theo chúng ta là đi dòng Winter 13. Dòng này thì đơn giản thôi các bạn. Đó, đặt đây một cái. Thả con chuột ra. Mình để to ra, giờ ông quay qua, mình sẽ chạy xuống đây. Ồ, mình vừa lấy chìa khó nghe. Ồ, cái chìa khó trong phòng ổng mình vừa lấy. Nhưng mà không sao. Mình sẽ đặt đây tiếp tục một cái Rotten Ronald. Đó, cho ông bullet này ông quay vô. Mình sẽ chạy ra thật nhanh. Vô lấy về, sau đó mình sẽ chạy xuống dưới đây luôn. Đó. Rồi, mình lấy vàng luôn hết luôn đi. Bây giờ mình sẽ dùng Winter to tiếp tục nha. Thả vô đây, thả Winter to ra. Rồi, ông sẽ nghe. Các bạn đợi cho ông đi ra. Rồi mình sẽ lên đây biến thành trang phục là ông bảo vệ để đi xuyên qua kia luôn mà không bị phát hiện. Rồi, chúng ta sẽ quằn dưới đây coi ông này ông có ăn cái bánh của mình không nghe. Ăn cái rốt tành của nó của mình không. Ok, thế là ông đã ăn một cái bánh của mình. Bây giờ mình qua dòng luôn các bạn. Đó, chúng ta đã hoàn thành xong phần Winter 13. Perfect nha các bạn. Rồi, tiếp theo nào các bạn, mình sẽ đi dòng Winter 14 nha. Khúc này là dòng này nó hơi khó một chí rồi. Đặt cái đi hai cái cho mình. Mình đợi một chút, chờ cho hai ông đang phát hiện ra hai cái bánh. Đó, mình sẽ chạy lên. Đồng thời mình sẽ để đây dùng Winter to nhử vô. Đó, rất là nhanh nhèo, mình làm xử lý nhanh gọn lẹ nha các bạn. Do mình sử dụng hai công cụ này, nó khó bị phát hiện, nó dễ bị phát hiện nha. Chúng ta đứng đây này, mình chạy ra bị phát hiện ngay. Nên mình biết bây giờ mình sẽ nhử ở đây. Nhử đây, nhử, rồi. Bây giờ mình sẽ dùng Winter Toy, thả cho đây một cái, nhẹ thôi. Rồi, ổng nghe rồi, bây giờ mình sẽ chạy qua đây. Đó, mình đã đánh lạc hướng ổng nha các bạn. Đang đứa có một đồng bộ mang bánh, ổng sẽ chạy vô đây nha. Rồi, mình sẽ quăng vô đây thật nhanh. Có thứ, rồi, ổng sẽ có vách tường chia lại rồi, không phát hiện. Đó, bây giờ mình sẽ quăng qua đây thật nhanh nha. Ô, đặc vụ chạy xuống. Đi theo ổng luôn các bạn, thả đây luôn. Thả một cái nữa, rồi. Đó, hai ông cạnh tranh nhau cái cửa mà chạy này. Rồi, bây giờ mình sẽ băng lên trên đây và mình sẽ đi qua dòng luôn các bạn. Nhanh gọn lẹ nha. Rồi, chúng ta sẽ đi qua dòng luôn. Đó, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Winter 14 nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phần cuối cùng của phần Winter này là dòng Level 15. Đó, là phần cuối cùng. Sau đó mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Đó, các bạn xem cũng nhớ thấy video này hay hấp dẫn thì bạn đừng quên ấn subscribe, like, ủng hộ kênh Bim Trần Channel của mình nha. Ok, thank you các bạn. Đó, thả bên nữa tội ra. Và ông bullet này em sẽ đi ra và ông sẽ thấy cái con cái bánh của mình. Và ông tới cũng sẽ nhai cái bánh đó và ông bị trúng độc nghe. Ông sẽ chạy. Đồng thời mình lợi dụng cơ hội là mình sẽ chạy lên. Và đồng thời mình sẽ thả thêm một cái bánh nữa trong này nữa. Nhử cho ông vô luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy lên đây thật nhanh nha. Để cho ông mang cái bánh mình sẽ chạy phi lên kia luôn. Rồi. Chạy lên đây luôn nghe. Không được không được. Bây giờ mình sẽ nhử đây một cái bánh. Đó. Dùng bình đếm toi. Chạy qua luôn. Rồi. Các bạn lấy đứng đây lấy vàng một chút thôi. Đừng đi xuống quá nha. Là ông không thấy mình ngay. Đó, bên đó to nó chạy vòng vòng. Rồi. Thả ra cái nè. Cho ông ăn bánh dốc tài nó nết nè. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chạy lên đây nè. Mở. Không được nghe. Mở cửa không được, không được. Đặt đây lại một cái luôn. Rồi, mình sẽ mở cửa này ra. Chắc là khó nghe, mình băng vô là sẽ, băng vô ổ là sẽ bị phát hiện ngay nghe. Rồi. Bây giờ mình sẽ thả bên đế tôi ra. Đó, ông đặc vụ nó chạy ra cái là mình sẽ tranh thủ mình chạy vô liền. Đó, ông nghe tiếng chuột chạy rất là nhanh nha. Các bạn để ý ông đặc vụ áo đen này ông chạy rất là nhanh. Ok, giờ mình qua dòng và kết thúc phần video tại đây nha. Đó, các bạn nhớ ấn subscribe, like, share của bên trang channel của mình nha. Ok, goodbye các bạn.